Tiếp theo đây là phần chánh văn. Lo tu tình mặc ai khinh, ngạo diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thình chớ có hầu gần, hương giới vị sắc trần nên lanh. Chớ xúc pháp treo gương hiền thanh, tranh sáu đường cũng đặng về thần. Từ xưa nay dài chỉ nhiều lần, mà lê thứ không lo chẳng liều. Chú thích: lục căn, sáu căn trong thân con người là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, sát thân và tâm ý. Lục trần, sáu trần cảnh tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Trong sáu trần này, mỗi món chia làm hai loại. Sắc trần, sắc có năng lực làm ô nhiễm thân tâm nên gọi là sắc trần, gồm có hai thứ. Thứ nhất, hiển sắc, sắc tô vẽ ra các màu vàng, đỏ, xanh, trắng, không có sắc chất nhưng nương theo vật mà hiện ra. Thứ nhì, đối sắc, sắc có chất như sắc người và các vật cứng, mềm, khô, ướt, xem thấy, cầm nắm được. Thinh trần, các thứ tiếng có năng lực khiến thân tâm ưa thích, ô nhiễm. Tiếng có hai thứ. Thứ nhất, tiếng cảnh trực, các tiếng thuộc về vô tình như sấm, sét, gió, nước, đờn sáo. Thứ nhì, tiếng khuất khúc, các thứ tiếng thuộc về hữu tình như nói, kêu, ca hát. Hương trần, các mùi thơm, thúi có năng lực khiến thân tâm ô nhiễm. Mùi hương có hai thứ. Thứ nhất, mùi thúi như xác chết, cây mục, phân người và thú. Thứ nhì, mùi thơm gồm ba loại: hoa hương, thọ hương và tâm hương. Vị trần, những vật có năng lực làm cho người ưa nhiễm. Vị cũng có hai thứ. Thứ nhất, vị không phải thức ăn nên người ta không ưa thích nhưng có thể làm thuốc được. Thứ nhì, vị thường dùng ăn uống đặn và người ta rất ưa thích như ngũ vị: mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Xúc trần, những vật có năng lực làm mê hoặc thất tình, nhiễm ô chân tánh. Xúc gồm có hai thứ. Thứ nhất, xúc khổ, làm cho đau đớn, nóng, lạnh, đói, chết, buồn khổ. Thứ nhì, xúc lạc, làm cho thân tâm vui, chịu nên ưa thích va chạm. Pháp trần, các pháp có năng lực khiến tâm trí ô nhiễm. Pháp cũng có hai thứ. Thứ nhất, sắc pháp, gồm có thiên nhiên và nhân tạo. Thứ nhì, tâm pháp, gồm có thiện pháp và ác pháp. Hiền, phạn ngữ là prada, có nghĩa người tu học các điều lành, có tài đức phẩm hạnh tốt đẹp. Bậc hiền là chỉ cho các vị đang tu tập đoạn trừ các phiền não mê hoặc. Đức thầy có câu: lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Thánh, phạn ngữ là Arya, phiên âm là Aliya hay Aliyu, dịch là thánh nhân, có nghĩa chân thật, chánh trực và thanh tịnh. Thánh nhân có hai bậc: thánh thế gian và thánh xuất thế gian. Đây chỉ cho bậc thánh xuất thế gian, tức là hạng tu đắc đạo,
có đủ trí huệ và các pháp thần thông dứt khổ não luân hồi. Từ các bậc chứng quả A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát cho đến Phật Như Lai đều là bậc thánh. Các kinh điển cũng thường gọi từ bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm đến A-la-hán là thánh. Tứ thánh thinh văn, người ta dùng tiếng thánh để tôn xưng Phật Như. Thánh ngôn, thánh triết, thánh còn là danh từ để đối với phàm. Đức Thầy từng bảo, cư trần bất nhiễm là người thánh. Thần, bậc khác hơn thế tục, lượng xét không cùng tột, linh diệu, quay mảnh, thông suốt không bị chướng ngại, là bậc bá tánh thường tôn trọng, kính thờ. Cho nên người ta cũng gọi đấng Phạm Thiên, Đế Thích và Đức Phật là bậc thần. Vậy thần có bốn bậc: Phật thần, tiên thần, thánh thần, Atula thần, quỷ thần. Nhưng chữ thần ở đây là chỉ cho bậc Phật thần hay tiên thần. Đức Thầy có viết, cha là Phật thánh tiên thần phước dư. Lược giải từ câu 93 tới câu 100. Bổn phận người tu cứ lo trau thân sửa tánh, dầu cho ai có nhạo chê phỉ báng cũng mặc. Nhất là phải làm chủ sáu căn, đừng cho ô nhiễm sáu trần. Mắt đối với các sắc đẹp hay các màu sắc khác, chẳng để tâm cảm nhiễm. Tai nghe các tiếng đờn hát, âm thanh trầm bổng, những tiếng đường mật dỗ về, lòng không để say đắm. Mũi ngửi các mùi thơm dịu, không ưa thích. Lưỡi nếm những vị ngon, vật béo chẳng thèm khát. Thân đối với các vật trơn láng mịn màng, cũng đừng cảm nhiễm. Ý đối với dạng pháp hữu tình hay vô hình, đều giữ tâm trong sạch, không hề vướng mắc một pháp nào. Người hành đạo hãy noi gương những bậc hiền thánh, tuy còn phải dùng chút ít vật chất để nuôi thân hành đạo, nhưng tâm không còn ô nhiễm, vướng mắc sáu trần. Ấy là sáu căn được thanh tịnh và đặng chứng quả Phật thần. Bằng như các phiền não di tế chưa trừ sạch, cũng được về bậc tiên thần. Đức Thầy còn cho biết, xưa nay Ngài đã nhiều lần dùng kinh pháp chỉ dạy chúng sanh, nhưng ít có người lo liệu tu thân lập hạnh.